Dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 5 tháng 5, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa và dông, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ.